Đúng vào lúc này, bá vương long chuyển động, cái đầu to lớn của nó bỗng nhiên chồm về phía trước há to miệng. Thôi xong, tèo rồi, trong đầu của Đường Vũ Lân lúc này trống rỗng. Tiếp theo đó, hắn cũng cảm giác được có nguồn nguồn sức mạnh truyền đến, bản thân cũng trong nháy mắt này mất đi năng lực hơi thở. Vù một tiếng, thân thể của Đường Vũ Lân bay lên trên trời, toàn thân dính dính nhấp nhấp, khó chịu nói không lên lời, nhưng quỷ dị chính là hơi thở lại khôi phục lại, hơn nữa cũng không có sự đau đớn xuất hiện. Thân thể của hắn khôi phục lại năng lực kiểu khống chế, hắn vội vàng điều động ra hồn lực, thoáng trùng người xuống, giảm thiểu chấn động khi rơi. Trong quá trình rơi xuống, hắn rõ ràng nhìn thấy cái miệng của bá vương long đang khép lại, còn có một cái đầu lưỡi to lớn đang được thu hồi vào bên trong miệng. Lúc này toàn thân của Đường Vũ Lân đã ướt đầm đề. Chuyện gì vậy? Nó không phải nuốt cắn ta sao, mà là liếm ta. Trong phút chốc, Đường Vũ Lân có một loại cảm giác sợ khóc sợ cười, cũng có một loại cảm giác thở phào, cũng là khi trở về từ cõi chết. Cái đầu to lớn của bá vương long hướng về phía trước cúi xuống, vừa vặn đón lấy Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống. Nơi Đường Vũ Lân hạ xuống, vừa vặn là ngay chỗ khối máu của hàng kim lồi lên trên kia. Hai tay chống đỡ, duy trì thăng bằng của cơ thể. Trong phút chốc, ngay khi hai tay của Đường Vũ Lân đặt ở trên hoàng kim lân, bá vương long bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng sổng ngầm đinh tai nhức óc, chấn động toàn bộ khu rừng. Đường Vũ Lân đột nhiên nghe hiểu được tâm tình của nó. Nó đang gieo hò, nó đang nhảy nhót, nó đang hưng phấn. Một ánh sáng vàng vô hình xuất hiện ra ở trên người của Đường Vũ Lân. Hoàng kim long thể phóng thích ra vầng sáng hoàng kim nhu hòa. Sau đó ánh sáng hoàng kim đó cũng dần dần lan tràn khắp toàn thân của bá vương long. Từ giữa khối vảy hoàng kim lân kia tràn về bên dưới. Gợn sóng huyết mạch ở trong cơ thể của Đường Vũ Lân trở lên càng ngày càng kịch liệt. 14 đạo phong ấn chưa mở ra đang nhẹ nhàng run run. Một loại cường quyết khó có thể hình dung từ lây sâu xa của huyết mạch truyền đến, từ chết người của hắn phóng xuất ra bên ngoài. Giống như là cảm nhận được phần khí tức này, bá vương long mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại chậm rãi khuỵu xuống, sau đó nằm sạp trên mặt đất. Đường Vũ Lân theo bản năng đứng lên, sau đó từ trên đỉnh đầu của bá vương long nhảy xuống, làm đến lờ đến trốn. Thời điểm quay người nhìn về phía của bá vương long, toàn thân con quái vật khổng lồ này đã bị ánh sáng hoàng kim nhuộm đẫm. Tiếp đó, một chuyện khiến cho Đường Vũ Lân khiếp sợ bỗng xảy ra. Hai mắt to lớn của bá vương long chậm rãi khép kín, ở trong nháy mắt khi nó khép lại, Đường Vũ Lân rõ ràng nhìn thấy ở bên trong ánh mắt của nó tràn ngập ý vị được giải thoát. Tiếp đó, thân thể cao lớn của nó bắt đầu trở lên trong suốt, một luồng khói màu vàng từ trên chiếc vảy hoàng kim lân ở trên trán phiêu đãng dập dần bay ra, tiến thẳng về phương hướng của Đường Vũ Lân. Ánh sáng vàng tràn ngập, bao trùm toàn thân của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng khí tức kỳ dị giống như đang rót vào bên trong cơ thể của mình. Hắn không cách nào mà ngăn cản, mà hơi thở kia cũng biến thành càng ngày càng mạnh, cuồn cuộn trào dâng. Ở trong lúc nhất thời, cả người của hắn đều ở bên trong vòng vây của luồng khói màu vàng rọ này. Thân thể của hắn bắt đầu như biển cá, chăm sông quy về một mối, hấp thu những luồng khói màu vàng này. Cô Nguyệt đã sớm từ lùm cây ở bên cạnh đi xa, đứng cách đó không xa nhìn một màn thần kỳ này. Nàng có một chút dại ra nhìn tất cả những thứ phát sinh trước mắt, lẩm bẩm tự nhủ: ta làm sao lại quên, bá vương long tại sao lại có thể trở thành vua của các loại địa long? Đó là bởi vì, ở trên người của nó chảy xuôi chính là huyết mạch của Kim Long Vương, dù không tinh khiết nhưng cũng là nhất mạch truyền thừa. Luồng mây khói màu hoàng kim kéo dài đầy đủ mười mấy phút mới dần dần thu hẹp trở lại. Khi mà Đường Vũ Lân một lần nữa có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật ở bên ngoài, lại giật mình phát hiện bá vương long khổng lồ như vậy đã biến mất không thấy đâu. Nếu như không phải ở trên mặt đất còn có dấu vết hai chân sau đó to lớn của nó lưu lại, sẽ phẳng vất như thể này xưa nay nó chưa từng xuất hiện vậy. Đường Vũ Lân cảm thấy ở bên trong cơ thể của mình có thêm chút gì đó, nhưng hắn lại không nói rõ được là cái gì. Ngưng thần quan sát ở bên trong cơ thể, cũng không cảm giác được chút nào. 14 đạo phong ấn Kim Long Vương còn lại vẫn vững chắc như trước, hồn lực cũng không có gì thay đổi, khí huyết vẫn dồi dào như xưa, không hề được tăng cường. Theo bản năng, hắn phóng thích ra hồn hoàn, cũng đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào cả. Vậy thì những luồng khói màu vàng óng kia hòa vào trong cơ thể của mình, cuối cùng sẽ đi tới nơi nào đây? Chuyện này đến tột cùng cũng là như thế nào đây? Tuy rằng đây là ở bên trong thăng linh đài, hầu như hết thảy tất cả đều là hư huyễn, hồn linh, hồn hoàn của mình đều không hề tăng cường, tất cả đều giống như chưa từng xảy ra. Nhưng mà Đường Vũ Lân lại hoàn toàn có thể khẳng định rõ, chân người của mình nhất định đã có thêm chút gì đó, một đồ vật mà chính mình cũng không biết rõ, chí ít là nguy cơ bá vương long mang đến biến mất rồi.
thở dài một hơi, lại cảm giác muốn phóng thích ra sức mạnh của Đường Vũ Lân bởi vì một trận kinh hãi vừa nãy mà tiêu tan đi mất rất nhiều. Hắn lại một lần nữa biết được sức mạnh của chính mình ở trên thế giới này còn quá nhỏ bé, chỉ so với cường giả chân chính, cách biệt thực sự quá xa. Có điều vừa nãy còn như Vũ lão sư gặp phải bá vương long này, e rằng cũng phải thoát thân rồi đi. Cái tên này đúng là quá mạnh mẽ. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía cô Cô Nguyệt ở xa xa. Cô Nguyệt cũng đang nhìn hắn, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh nàng. Nàng có nhìn thấy gì không? Con bá vương long này làm sao lại biến mất rồi? Nàng có biết là chuyện gì đã xảy ra sao? Nhưng mà ngay cả một chút biến hóa ta đều không cảm giác được. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Cô Nguyệt lắc lắc đầu một cái suy tư đáp. Ta chẳng qua là cảm thấy nó đang cảm tâm tình nguyện dung hợp lại cùng với ngươi, cũng như là khế ước ban đầu giữa hồn linh và hồn sư do chuyện linh tháp sáng tạo, dựa vào sự tình nguyện giữa hai bên mà đạt thành. Khi đó phải là song phương hoàn toàn tự nguyện, mà hiện tại chỉ cần mỗi một tên hồn sư của chúng ta muốn là có thể đạt được. Đường Vũ Lân cười rồi nói, sẽ không có khả năng là biến thành hồn linh của ta rồi đi, ta còn chưa tới cấp 40 đâu. Cô Nguyệt cười cười, vậy cũng chưa biết chứng, ngươi lại cũng chúng ta cuối cùng cũng coi như là tránh khỏi thời khách trở thành đồ ăn của nó, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Đường Vũ Lân lúc này đặt mông ngồi bệt dưới mặt đất, đương nhiên cần rồi, nàng không biết đâu, vừa nãy thực sự là hù chết ta rồi. Nó thực sự là rất đáng sợ, đơn thuần chỉ tiếng gầm của nó, chúng ta đều không chịu nổi, chứ nó chưa là va chạm chính diện. Chúng ta trước tiên cứ thử thả đã, hơn nữa ta phỏng đoán, vừa nãy nó liên tiếp gào lên như vậy, chung quanh đây cũng sẽ không có bất kỳ hồn thú nào không có mắt dám tập hợp tại đây. Lại nói, sự quản lý của chuyện linh tháp bên nàng có vấn đề rồi, đây mới là trung cấp thăng linh đài, làm sao lại? Đường Vũ Lân vừa mới tới chỗ này, đột nhiên, cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến, toàn bộ không gian chung quanh trở lên vặn vẹo, cô Nguyệt cũng giống như vậy, hai người vừa mới toát ra vẻ khiếp sợ. Một cái chớp mắt tiếp theo, mắt đã tối sầm trở lại, tạm thời mất đi tri giác. Quá trình này giống như rất ngắn ngủi, thời điểm bọn họ một lần nữa mở hai mắt ra, thình lình phát hiện ra bọn họ ở địa phương tiến vào thăng linh đài của chợ linh tháp. Khoang cửa mở ra, cô Nguyệt đang từ ở bên trong bò ra bên ngoài, bị truyền tống trở về. Đường Vũ Lân lúc này vươn mình ngồi say, sau đó liền sợ hết hồn, bởi vì ở đây đã đứng đầy người. Môn vị dẫn đầu chính là lão sư Cổ Nguyệt, phó tháp chủ chợ linh tháp có phong hào là Thiên Phượng Đấu La lãnh diều thú. Lúc mà Đường Vũ Lân ngồi dậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung ở trên người của hắn. Lãnh diều thú ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Chớ sốt sắng, chính là thằng linh đài xảy ra một ít chuyện bất ngờ, chúng ta cần tiến hành điều tra một thoáng. Đến đây đi, hai người các người đều đi theo ta. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Đường Vũ Lân sẽ căng thẳng mấy phần, nhưng mắt thấy là lão sư của Cổ Nguyệt, hắn tự nhiên cũng thấy thoải mái hơn. Đây không phải là sự tín nhiệm đối với lãnh diêu thú, mà là đối với Cổ Nguyệt. Hắn tuyệt đối không tin rằng Cổ Nguyệt sẽ không giúp mình. Những nhân viên khác đều đang bận rộn ở bên trong thăng linh đài. Lãnh diêu thú dẫn theo Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đi tới phòng làm việc của chính mình. Tình huống của các người vừa nãy ta đều đã thấy, bá vương long xuất hiện ra ở trung cấp thăng linh đài là sai lầm của chuyện linh tháp. Nó vốn là người bảo vệ con đường đi tới từ trung cấp thăng linh đài đến cao thấp thăng linh đài, hơn nữa còn là người bảo vệ mạnh nhất, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù không cẩn thận để cho nó chạy đến ngoại vi. Loại hồn thú đến tầng thứ này như nó, trên thực tế sự khống chế của chuyện linh tháp đối với nó cũng là có hạn, thế nhưng mà người đã hấp thu nó mất rồi. Nói tới chỗ này, về mặt của lãnh siêu thủ nhìn Đường Vũ Lân liền rõ ràng trở nên quái dị hơn. Bá vương long xuất hiện ở trung cấp thăng linh đài lại đại sát tứ phương, chuyện này tuy rằng xem như là sai lầm của chuyện linh tháp, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là sau đó bồi thường cho hồn sư gặp phải bá vương long là được. Sở dĩ bảo xuất hiện ra ở lối vào ở bên kia của thăng linh đài là bởi vì tên tiểu tử trước mặt này lại không hiểu làm sao lại hấp thu bá vương long mất tiêu rồi. Chuyện thần kỳ này ở trong nháy mắt liền gây chấn kinh cho toàn bộ tống bộ của chuyện linh tháp. Sau khi lãnh siêu thủ biết được Cổ Nguyệt cũng có ở trong đó, liền chạy tới trước tiên, sau đó lại một lần nữa thấy được Đường Vũ Lân. Thời điểm khi mà bà chạy đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh Đường Vũ Lân đang hoàn toàn hấp thu ra bá vương long. Bá vương long biến thành mây khói, hoàn toàn bị hắn hấp thu vào bên trong cơ thể. Miện hạ, nếu như ta nói là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngài có tin hay không? Đường Vũ Lân lúc này cười khổ nói. Ta tin, nói một chút về cảm thụ của người lúc đó đi. Thiên Phượng Đấu La cũng không hề biểu thị ra hoài nghi đối với Đường Vũ Lân, dù sao cậu nhóc này cũng chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi, hơn nữa thân thể trong sạch. Từ lần trước khi mà Đường Vũ Lân cùng với các bạn thu được hồn linh ở hồn linh đài, lãnh siêu thủ cũng đã điều tra cái tên nhóc có quan hệ mật thiết với đệ tử ruột của mình. Đường Vũ Lân lại nói,
Ở bên trong huyết mạch của ta giống như có khí huyết của loài sống, nhưng cũng không có võ hồn tương ứng được thức tỉnh ra một cách chân chính, và cũng có thể nói là đường thức tỉnh theo một cách khác, sức mạnh huyết thống sẽ thôi thúc năng lực này của ta. Đối với phần lớn hồn thú lục thuộc loài sống, ta đều có thể tạo ra hiệu quả áp chế nhất định. Vì lẽ đó, thời điểm đối mặt với con bá vương long kia, nếu như chúng ta đánh, khẳng định là đánh không lại, nhưng nếu đã tiến vào thằng đỉnh đài, chung quy phải thử một lần, sau đó ta liền. Hắn không hề giấu giếm một chút gì cả, kể cả việc sau khi mình hấp thụ xong, cảm thấy ở trong cơ thể không có bất kỳ một biến hóa nào cả, tất cả đều nói lại một lần. Lãnh Diêu Thừa đúng là một ánh mắt thâm thúy nhìn hắn. Vũ Lân thật là ngại quá, lần sai lầm này là của thằng đỉnh đài chúng ta, thế nhưng chuyện lần này khá là đặc thù, e rằng người phải tiếp nhận một loạt kiểm tra thân thể mới được. Đường Vũ Lân chưa kịp trả lời, ở bên cạnh Cổ Nguyệt cũng đã cau mày nói. Lão sư, tại sao lần này việc rèn luyện ở thằng linh đài của chúng ta bị cắt đứt? Ngài cũng nói rồi đó, lần này là vấn đề của riêng chuyện linh tháp chúng ta, tại sao Vũ Lân còn phải tiếp nhận kiểm tra? Lãnh Diêu Thủ lúc này liếc làng một chút rồi nói, nếu như chỉ là tình huống đơn thuần như vậy, đương nhiên dễ nói, chúng ta còn có thể đưa ra một ít bồi thường. Thế nhưng mà người cũng hiểu, hồn thú ở bên trong thằng linh đài, từ một loại ý nghĩa nào đó đều là tồn tại có thực. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân nhất thời sợ hết hồn. Hắn mơ hồ cảm giác được chính mình giống như vừa biết được một bí mật động trời. Lãnh Siêu Thù nhìn dáng vẻ hắn trợn to hai mắt, mỉm cười nói, đừng sợ, chỉ là một ít kiểm tra theo lẽ. Kỳ thực thì tình huống liên quan tới thằng linh đài, rất nhiều hồn sư cấp cao đều hiểu rõ. Nói cho người cũng không sao, hồn thú ở bên trong thằng linh đài mà bản thân các người nhìn thấy